Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hôm nay sẽ là một team Chelsea tầm 473 tỷ. Mình chơi 4-2-2 luôn. Rồi mũi nhọn sẽ là Respo, Icon 5 và hỗ trợ phía sau sẽ là Phan Lâm Bác, CFA 6. Cánh trái sẽ là Zola, mùa CFA 6, cánh phải là Zoukou, CFA 6 luôn. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự cũng là CFA cộng 6 luôn, là Gullit và Balak. Bộ tứ vệ sẽ bao gồm Chilwell 2-5, Rudiger 2-5, Tomori, SBL 5 và Rich James 21-5, thủ thành là Củ Tỏi, MBS 7. Đầu tư đều đẹp quá nha. Lùi về đi, 4-2-2 hả, 5 thôi. Chuyển thay nhanh, 7 luôn, 6 luôn, 22, à 33 đi, 22 đôi khi nó ít quá. Sẽ nách luôn ở phía trên, chạy chỗ, công 3, thủ 2, 3-1 luôn nha. Chạy chỗ luôn, để phía trên luôn, mình sẽ để hai ông sẽ ép ST phía trên. Để đây là cơ hội đầu ra như nhau đi. Tham gia tấn công, cắt bóng, trung lộ, công 3, thủ 3 luôn. Ba thứ ba luật ta sợ ấy không nhỉ, cứ thử nha, cứ thử đi, nếu mà tí nó cảm thấy thọt thì mình sẽ lui về sau. Rồi để ham này lên đúng không ạ? Ủa công này công 2-3 luôn luôn trọng cánh, cái đó đi là mình mua thì vậy. Vậy chắc quên á, chắc mình quên á, uổng quá. Có mấy kèo sẵn mà đi mua thì rất là uổng tiền. Đó là Lampard, khó chịu quá nha. Lên nào, dấu câu, phản công nhanh, chết. Một trong những cái nhược điểm của cái gameplay này, à không, một trong những cái lợi thế của gameplay này là anh em hoàn toàn có thể trông chờ những thuốc phản công nhanh. Tức là khi đối phương giữ bóng càng lâu hơn sân nhà, đội hình của họ sẽ càng cao, thường là như vậy. Nhóc tiếp, ôi suýt nữa ra ngoài. Ra, phương án đường hậu vệ biên cũng được chứ nha. Bóng là chết nha. Tốt. Đó là Respo. Chạy thôi chứ làm gì nữa. Cánh kia quá ngon luôn. Ôi làm phát. Quá gì vậy. Ok. Cái animation vẫn chưa chịu nổi nha. Nó làm cầu thủ chuyền chậm đi, cho mình lại quen đổi hướng nhanh. Ra nó ăn cái hướng chuyền, cái hướng mình chỉnh cuối cùng. Đường chuyền nó chậm, nó hay đi làm bậy lắm. Lâm Bác, ôi trái này rút được, trong khi cái trái đầu trận dễ hơn thì lại ra ngoài. Giá cầu thủ nó ì kinh khủng. Dấu câu. Không đi bàn thì làm gì nữa. Hồi nãy mà anh bén như vậy là mọi chuyện có lẽ đã khác rồi. Rồi bạn không nghĩ đến đường truyền này. Mình đã nhắm con Red Bull di chuyển từ sớm rồi đó. Bên sâu câu. Cái gì hơi khoai á. Quá bình tĩnh. Nhắm đu ạ. Nhả về thôi.
ba lát ơ lâm bát sao nãy giờ cứ lộn hai ông này. Mình không biết cái chữ ba lát cái chữ lâm bát có cái gì mà nãy giờ mình cứ lộn hai ông này. Đừng ẩu rồi, ẩu rồi nhưng vẫn cứu được. Bạn có vẻ hơi khó, hơi dễ đoán. Lên nè, lần này đường truyền tốt của Balak. Respo quá đơn giản. Có ta. Cái chỉ số nãy cũng bình thường thôi mà. Hết cú này. Tốt, lần này truyền ảo quá. Truyền ảo hơn tưởng tượng của mình. Mình nghĩ chỉ là một đường truyền trả lại bình thường thôi. Hay là ổng canh luôn cái đường di chuyển của Gulit. Đọc luôn nè. Xài tinh tế quá. Nhưng vẫn có bàn, không hiểu sao, không hiểu sao lại dứt điểm được tình huống này. Không quá, không đủ tỉnh táo. Đấy, cái người mà chăm chạy lên nhất là ông Lâm Phát, mà ông Lâm Phát là tốc độ không nhanh. Nhưng lần này có sự hỗ trợ của Zola. Đúng không trận này. Ui da, đối phương bắt tính vậy. Lười quá. Lại vào. Đắt hơi chậm nha. Làm mình không có mở góc sút được. Chuyện hơi sâu của James. Chết này. 4-2-1-3 à, chuyển làm bát về. Kéo hàng này lên 3-2 3-1. Rồi, để thử nha. Thử cải thiện một chút tốc độ không. Tốt. Sự khác biệt nằm ở chỗ Joko có mặt nhanh hơn so với là đá tiền vệ. Nó sẽ giải quyết được cái vấn đề hơi chậm ở trục giữa bằng Seva chẳng hạn. Tốt. Lâm Bác này vẫn là Lâm Bác. Không ai khác ngoài anh. Lần này giải quyết được bài toán hàng công nhưng mà không giải quyết được bài toán hàng thủ nha. Thử thêm trận nữa đi. Còn con điểm tình hạn à mà khoai thế. Hay là để bốn kia ở nhà ta. Từ. Để bốn kia ở nhà đi. 4-2-1-3 đã công này cho lên nữa thì tại vì 2 CDM mình cũng để tham gia tấn công rồi mà nếu mà để ấy nữa thì nó toan quá. Thủ đông đông tí. Khoai quá. Tốt. Vẫn là Lâm Bác. Tốt. Cảm giác trả đầu tiên sút sẽ khó ăn. Đã giả sút. Mặc dù hơi thô nhưng mà Lâm Bác không xử lý kịp. Đấy.
bác có những cái pha di chuyển chạy chỗ nó dễ suốt hơn là Red Bull. Chết mày. Đấy, mấy cái ông mà xoay sở nhanh vậy dễ sút. Nãy cái ông Red Bull mình truyền xuống ấy, mình biết là ổng sau khi mà chạm bóng sẽ bị chậm đi, mình bẻ ra liền mà vẫn không kịp. Tốt. Chạy rồi, đấy. Tiền đạo phải chạy như vậy đấy thì mới có vàng được. Mà cái vấn đề là nó phải phù hợp với con người mà anh em đang có nữa, và cái lối đá của anh em nữa. Anh em chọn cái sơ đồ phù hợp là nó sẽ khác biệt ngay. Rõ ràng những trận gần đây khi mình đổi sang 4-2-3 là tấn công sáng nước hẳn ra. Và đó những trải nghiệm của mình về đội hình team Chelsea trị giá tầm 480 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.